Nhận định bóng đá Burnley với Leicester, 1 giờ ngày 4 tháng 3, vòng 29 Premier League. Vị trí thứ 3 đang lung lay dữ dội khiến cho Leicester City buộc phải giành chiến thắng trong chuyến hành quân gặp Burnley tại vòng 29. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đối với một chuyên gia sân khách như Leicester thì chuyến đi tới Turf Moor lẽ ra phải là cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, liệu Leicester có kiếm nổi một điểm hay không trong bối cảnh cầu thủ kiệt quệ thể lực còn đội hình thì tan hoang vì chấn thương? Với 9 chiến thắng trên sân khách tính cho đến thời điểm này của mùa bóng, Leicester đang là đội khách đáng sợ nhất của Premier League 2020-21. Tính ra thì kể từ trận thua trước Liverpool vào tháng 11 năm ngoái, Leicester chưa thua thêm trận sân khách nào tại Premier League, 8 trận bất bại liên tiếp. Ở chiều ngược lại, chúng ta nhìn thấy một hình ảnh tương phản hoàn toàn từ Burnley. Câu lạc bộ này đã 4 trận sân nhà liên tiếp tại giải quốc nội không thắng. Dựa vào yếu tố này, chúng ta hẳn cảm thấy Leicester đang có lợi thế nhất định. Tuy nhiên, thực tế tàn khốc hơn rất nhiều. Cuộc chạm trán Burnley hôm nay sẽ là trận thứ 7 của Leicester trong chỉ 21 ngày gần đây. Bản thân huấn luyện viên Brendan Rodgers cũng phải than vãn rằng đời làm nghề của ông hiếm khi nào trải qua lịch thi đấu khủng khiếp như lúc này. Trong cùng quãng thời gian này, Burnley chỉ thi đấu 6 trận và điều quan trọng là họ không phải di chuyển những quãng đường dài như Leicester. Càng thảm hại hơn khi Leicester đang bị bão chấn thương tàn phá, huấn luyện viên Rodgers hiện mất tới 8 cầu thủ trong đội hình chính, trong đó có những mất mát rất khó để thay thế như tiền vệ James Maddison hay ngôi sao tấn công đang đạt phong độ cao Harvey Barnes. Chúng ta sẽ cảm nhận được những mất mát này lớn tới nhường nào khi nhận ra rằng chân sút số 1 của Leicester, Jamie Vardy mới chỉ ghi đúng một bàn trong năm 2021 tại Premier League. Trận đấu giữa Burnley và Leicester lẽ ra đã thi đấu từ ngày 20 tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, do lịch thi đấu chồng chéo nên ban tổ chức Premier League rời ngày thi đấu đến hôm nay. Ban đầu, phía Burnley không tán thành và đề xuất lên ban tổ chức cho trận đấu này rời hẳn xuống cuối mùa bóng. Tuy nhiên, có lẽ giờ đây tập thể Burnley không còn cằn nhằn gì nữa. Thể trạng của Leicester vào thời điểm hiện tại là quá thích hợp để Burnley có điểm ở trận này. Song liệu một chuyên gia đá sân khách như Leicester có chịu để mất trắng điểm số vào tay đội chủ nhà đã 4 trận liền không thắng như Burnley hay không? Vardy có thể không bắn bàn thắng như giai đoạn trước, nhưng anh vẫn là sát thủ cực kỳ lợi hại trong thế trận phòng ngự phản công. Cách mà Leicester sẽ thi đấu ở trận này, may thay, Brendan Rodgers vẫn có trong tay hàng thủ đủ tốt để dụ Burnley vào những sai lầm. Có lẽ bầy cáo đủ khả năng có một điểm ở trận này. Dự đoán tỷ số 1-1.